Mình Gió Channel xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình làm một cái clip là lắp ráp một cái chiếc kích cá từ cái con UPS TG1000 của máy tính mọi người nhé. Mình đã tháo một số linh kiện ra rồi nhé, như là biến áp này với lại bo dao động mọi người nhé, đây với lại bốn con phét và tất cả các linh kiện khác anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ lắp vào cái mạch bo mạch như này mọi người nhé. Mình không cần lắp vào máy in nhé, mình giới thiệu cho mọi người làm vào cái mạch đơn giản như thế này nữa mọi người nhé. Đây chỉ một số linh kiện như thế này, mình sẽ chỉ cháo và làm cho nó đầy đủ chức năng. Mời mọi người theo dõi cái video tiếp theo của mình để biết cái con kích cá lắp ráp từ cái mạch UPS của máy tính như thế nào nhé. Đây đây mọi người, cái biến áp thì mình đã tháo ra cuốn lại nhé mọi người nhé. Thì cái cuốn biến áp thì mình không không cần nói nhiều nữa, thì chắc nhiều anh em và các bác cũng hiểu rồi. Đây là cái lồng lá mình đã tháo từ cái mạch UPS ra mọi người nhé. Mình nó tám vòng nhưng mình đã tháo ra, mình cuốn lại nhé mọi người nhé. Mình cuốn lại như này mọi người nhé, mình cuốn lại mình lấy hai vòng đối xứng mọi người nhé, hai vòng đối xứng là bốn vòng mọi người nhé, và cuốn sơ cấp 4 vòng và thứ cấp mình cuốn 100 vòng mọi người nhé. Đấy chỉ đơn giản như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp cho mọi người xem. Mình đã lắp được hai cái con trở và hai con phét mọi người nhé. Bây giờ mình lắp tản nhiệt cho nó nhé. Đấy mọi người ơi, sau nhiều giờ đồng hồ thì mình đã lắp ráp được xong con máy tái chế từ cái nguồn ATX TG1000 mọi người nhé. Như lời hứa với mọi người thì mình đã làm hoàn hảo mọi người nhé. Từ cái mạch nguồn ATX mình tái chế trong cái nguồn ATX thì mình chỉ tái chế sử dụng là bốn con phét với lại cái biến áp mọi người nhé. Còn bo dao động thì mình nếu mà sử dụng thì vẫn ok, nhưng mà mình không dùng, mình lắp ráp bo mới cho nó đẹp mọi người nhé. Bo đó nhìn bé quá xấu, với lại mình cho lại cái ly cho nó mát mọi người nhé, chạy mát cực kỳ mát mọi người nhé. Cái con này mình đã cuốn lại biến áp và hoàn chỉnh mọi người nhé. Đấy với lại mình có thêm một số linh kiện để cho nó con máy nó hoàn chỉnh mọi người nhé. Cái này thì mình đã test rồi mọi người nhé. Trước lúc chiều mình đang test cho mọi người xem, thì bây giờ mình trước mình nghỉ chơi mình để test cháy hết cái bóng bóng điện mọi người nhé. Đây mình mua đúng hai con bóng 200W với lại cái bóng huyền thoại của mình, mà mình test là nghịch chơi rơi hết tốc rồi mọi người nhé. Đây không còn quả tốc nào luôn nhé. Đây mọi người nhé, đây rất tiếc mọi người nhé. Đấy lúc trước mình cũng chuẩn bị mua bóng đèn để mà test cho người xem, nhưng mà mỗi tội là mình test rơi hết tốc trước rồi mọi người nhé. Đấy mọi người ạ, không cần phải mua cũng tái chế được, cũng làm được một người cái con máy kích cá điện tử rất chi là ok mọi người nhé. Đấy nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà công sức thì không nhỏ mọi người nhé. Cái này thì tải bóng 2000W ok mọi người nhé, kéo vẫn ok nhé, không thua gì sam mút các kiểu nhé. Nói với các bác thật sự ấy thì nhiều người nói trên mạng nói hay lắm, nhưng mà máy móc thì mua về thì chả đâu vào đâu mọi người ạ. Đấy
máy mình làm ra mình đây như thế này thôi nhưng mà dùng cực kỳ ngon mọi người nhé. Đây có nó ngực cực đầy đủ chức năng rồi nhé. Dù lắp mình lắp chơi cho mọi người xem thôi nhưng mà mình cũng lắp đầy đủ hết chức năng nhé. Mình đang tính là test cho mọi người xem nhưng mà mối tội là mình test trước rồi nên là cháy hết bóng led bóng điện rồi mọi người nhé. Không có bây giờ mình phải test cho mọi người xem thôi. Bây giờ mình cũng khuya rồi mình không đi mua được bóng điện nhé. Để hôm nào mình đi test thực tế ở ngoài sông ngoài suối cho mọi người xem nhé. Để con máy như này mình như thế nào rồi nhé. Ok, nếu anh em các bác nào xem được video của mình thì nhớ like. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào quý vị và các bạn nhé.